Chào mừng toàn thể anh em đam mê âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Trong clip buổi tối ngày 24 tháng 7 cũng là cái ngày cuối cùng để mình đăng những con âm ly Sony phục vụ anh em. Hôm nay về được cuối cùng chỉ còn hai cái con âm ly này thôi, chứ không còn nhiều đâu. Và trong mấy ngày qua thì những cái dòng âm ly Sony mình cũng đã bán cho anh em rất là nhiều rồi. Thì hôm nay là hai con cuối cùng cũng như là hai con là mình lựa chọn để quay lên cho anh em cùng một model, đó là Sony 3.2 ES. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá từng sản phẩm để anh em được biết thêm về dòng này. Thì những cái dòng Sony này thì nó có 3 đời, nên là 3.2, 3.3 và 3.5. Thì 3.3 này nó thuộc dòng đời chung, và dòng này thì nó rất là khỏe, đánh tốt những dòng loa bass 30, tiếng rất là hay, đặc biệt là có thể phối ghép với những cái dòng vang cơ để với những cái cặp loa Nhật nhà mình thì hát karaoke gia đình rất là tốt, vì đây toàn là những dòng công suất lớn cũng như máy rất là khủng. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá từng sản phẩm. Vì hôm nay có hai con giống nhau nhưng ngược lại giá thì nó lại khác nhau. Con 3.3 ES ở phía bên tay trái này thì nó đẹp xuất sắc từ vỏ đến ruột gan, thì mình bán với giá là 4.2 triệu. Còn con bên phải này thì nó xấu hơn một chút vì cái hồi gỗ nó hơi xấu, cũng như đằng sau nó tuột một cái cọc loa, thì mình chỉ bán với giá là 3.7 triệu, coi như bán giảm hẳn đi 500.000. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cũng như hướng dẫn anh em cách sử dụng về dòng này. Ở đây toàn là đối thủ hạng nặng. Công suất của con 3.3 ES này là 245W, chạy 8 sò than và 4 con 8 sò than lớn và 4 con sò than nhỏ, tổng là 12 sò than tất cả. Âm ly có chỉnh bát check đánh hai cầu AB cũng như A cộng B. Khi đánh A hoặc B thì trở kháng nó từ 4 đến 16 ohm, và khi đánh A cộng B thì trở kháng nó sẽ là 8 đến 16 ohm. Tone này là bật chỉnh âm sắc, khi anh em muốn chỉnh được bát check phải ấn tone này thì bát check mới có tác dụng, và nó có cắt tần của bát và cắt tần của tép đây. Thì khi anh em ấn xuống thì nó sẽ là 200Hz, thì cái tiếng bát sẽ mịn hơn. Còn khi anh em nhả ra thì nó 400Hz thì tiếng bát nó sẽ, tức là nó là tiếng trầm, tiếng trống ấy, nó sẽ tốt hơn. Và một bên là trầm, một bên là trống, trầm và trống nó sẽ khác nhau nhé. Bên tép này cũng vậy, đây là một bên tép, nếu mà ấn xuống thì nó sẽ giảm 6kz thì tép là tép thấp. Khi anh em bỏ ra thì nó sẽ là 3kHz thì nó là tép cao, thì anh em nên nhả ra và chỉnh bát check rất là tiện dụng. Tiếp theo ở dưới này thì nó có hai cái phần gọi là rec out selecto, thì cái này thì nó chỉ là đường chọn tín hiệu ra thôi, thì anh em cứ để chính giữa này nhìn cho nó cân đối. Còn cái quan trọng nó vẫn ở bên trên, đó là input selecto. Input là đường chọn tín hiệu đầu vào. Đấy, thì anh em có thể chọn qua đường CD, đường tuner, đường AUX hoặc đường tap đều được hết. Và bên này thì nó có đường tap 1, tap 2, tap 3, tức là con này nó sẽ có rất là nhiều đường vào. Còn bên này thì muting là ngắt tiếng này. Khi anh em direct là đánh mộc không qua chỉnh phần bass check. Đấy. Dưới là super rich thì đây là giảm tần số thôi. Còn dưới cùng là ba lăng, trên cùng là núm volume. Con này thì nó có cả cổng chữ U để anh em cắm qua equalizer. Thì nếu như cái một cái bộ âm thanh nhà mình thì nếu như tích hợp đầy đủ thì nên có cả equalizer thì tiếng nó sẽ bay bổng hơn. Tổng quan con máy này thì nó rất là đẹp. Đây, vỏ gỗ còn nguyên cả tem của bên Nhật luôn này. Nói chung là những con này thì nó toàn trên 30 năm rồi, nhưng được giữ gìn như này thì nó đều là một cái vấn đề khá là tốt. Và đây là nội thất của con máy. Con máy này nặng đến 20 cân. Sử dụng là 4 tụ lọc nguồn rất là khủng, có cả một cái lưới bảo vệ bên trên, một con nguồn lớn và đây là một dàn sò. Thế là công suất của nó. Để nó ở phía bên dưới này, nên là mình cũng có quay hơi kỹ một chút cho anh em. Đấy. Toàn bộ máy móc còn nguyên zin, từ những cái đai thắt anh em để ý.
nguyên cả bụi luôn, máy hàng vừa về nên mình cũng chả cần phải vệ sinh vì nó đẹp sẵn rồi. Và toàn bộ những tụ Enna màu xanh, màu đỏ này thì nó cho cái phần lọc âm từ tín hiệu đầu vào này sẽ rất là tốt và tiếng nó rất là sạch sẽ và chi tiết. Cân nguồn nó quá khủng luôn này. Công suất của nó là 245W, chạy 8 sò than lớn và 4 sò than nhỏ. Mà con máy này thì đẹp, hoạt động hoàn hảo hết. Con này mình bán với giá là 4.200.000 đồng. Nói chung vẫn là những cái dòng giá bình dân cho anh em, chứ mình cũng không bán cái gì là quá cao cả. Và dòng này thì nó đánh được nhiều loại loa, đặc biệt là những dòng loa Nhật. Bát 30 phang của này thì cứ rầm rầm thôi. Tiếp theo sang bên này, đây là phía bên phải, cũng là Omni Sony 3.3 ES. Thì mình vẫn phải giới thiệu từ đầu cho anh em, con này cũng vẫn đánh hai cầu AB cũng như A cộng B. Mono sitter thì anh em để sitter, có chỉnh bát check. Và đây là tần số chỉnh bát, tần số chỉnh dép mình có giới thiệu kỹ từ đầu đấy. Khi anh em ấn to này thì bát check có tác dụng. Và hiện tại con này thì mình đang test âm. Tiếng của những dòng này thì cực kỳ là sạch. Dưới này là đường Rec Out Selecto, thì mình có giới thiệu rõ là anh em cứ để chính giữa này. Cartridge này chắc là dành cho đĩa than hay là phono thì thôi. Còn quan trọng vẫn là cái đường input ở phía bên trên. Thì đây là các đường tín hiệu đầu vào. Riêng phono là dành cho đĩa than, còn đâu anh em có thể cắm qua đường tuner CD, AUX và rất nhiều các cổng tab 123. Sau bên này là muting để ngắt tiếng, direct là đánh mộc không qua chỉnh âm sắc, và subdirect này là tăng sub, nhưng mà bên này là ba lăng là cân loa là cuối cùng, nút to nhất là volume. Nội thất của con máy này thì nó đều rất là đẹp. Máy hàng bãi còn nguyên zin, tất cả các đai thít dây rác đây. Công suất dò gì? Vì hai con máy này nó đều cùng một model mà. Nhưng mà mình vẫn phải tháo máy ra cho anh em xem. Thì con này thì nó có một cái nhược điểm hơi xấu, nên là mình chỉ bán với giá là 3.700.000 đồng. Anh em nào mà không quan trọng về cái hình thức lắm thì nên lấy những con này cũng được vì nó rất là khỏe. Cái xấu của nó ở cái điểm là cái vỏ gỗ này, cái hai hồi gỗ này nó hơi xấu. Vẫn còn nguyên cả tem thông số của nó này. Đấy, series của máy. Đấy, mỗi cái vỏ gỗ này xấu, anh em có thể là về bỏ ra cũng được, hoặc là có thể đi làm vỏ gỗ khác. Và cái nữa là ở phía đằng sau đây, thì khi vận chuyển về, con này nó thiếu một cái cầu loa, cái rắc đỏ này. Thì đây chất ra thì anh em có thể là xoắn dây loa vào và nắp vào đây thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Đây mình vẫn cài nó rất là chắc chắn, không có sợ mo ve gì cả. Đấy, trở kháng khi đánh A hoặc B thì là từ 4 đến 16 ohm, và khi A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đằng sau máy thì đẹp xuất sắc luôn, tất cả các chân rắc, riêng CD và phono thì đều được mạ vàng. Series của con máy giá 3.700.000 là 202360, công suất 245W, điện 100V. Và tiếp theo thì sang bên này là con máy 4.200.000, đẹp và xuất sắc, cầu loa còn đầy đủ hết, nghiêm chỉnh. Series của máy là 234588. Đây này có cái cầu adapter, tức là cầu input, thì đánh anh em có thể đánh qua pao hay là đánh qua vang hay là đường equalizer thì để cắm qua đây đều được hết. Và như vậy thì trong clip buổi tối ngày 24 tháng 7, thì Xuân Đỉnh về được nốt hai con cuối cùng của những dòng Sony khủng, đó là 3.3 ES. Thì một con bên trái giá 4.200.000, đẹp xuất sắc cả vỏ gỗ. Còn con bên phải thì nó có một cái khuyết điểm là vỏ gỗ xấu cũng như thiếu một cọc loa, thì mình chỉ bán với giá là 3.700.000. Còn hình thức mặt mũi thì vẫn là đẹp xuất sắc luôn nhé. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, gần bệnh viện E Trung ương. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.